Mùa ngày mới đã đến, cùng với đó là những tin tức về phiên chợ mùa đông vẫn đang sục sôi qua từng ngày. Các câu lạc bộ đã lần lượt công bố các tân binh đầu tiên của mình. Tuy nhiên, phiên chợ đông chỉ vừa mới mở cửa. Nhiều khả năng những đội bóng hàng đầu thế giới vẫn cần bổ sung thêm một vài cái tên chất lượng nữa trong đội hình. Một mùa giải 2022-2023 hấp dẫn được người hâm mộ mong chờ sẽ bùng nổ trong thời gian sắp tới. Chào mừng các bạn trở lại với kênh bình luận viên Anh Quân News vào lúc 10:30. Đây sẽ là nơi tôi và các bạn sẽ cùng nhau điểm qua những tin đồn chuyển nhượng đáng chú ý trong phiên chợ đông này. Liệu đâu là những bản hợp đồng chất lượng được các câu lạc bộ quan tâm và chú ý tới? Hãy cùng tôi tìm hiểu nhé. Sau đây là tin chính. Thời gian qua, Chelsea hoạt động khá tích cực trên thị trường chuyển nhượng để mang về những cầu thủ phù hợp. Đội bóng thành London ngắm một số cầu thủ, nhất là những cái tên có phong độ cao ở World Cup. The Blue nhanh chóng chốt hợp đồng với Nkunku cũng như Dathro Fofana, hay gần đây nhất là đạt thỏa thuận chiêu mộ Andre Santos từ Vasco da Gama. Mới đây, nhà báo Fabrizio Romano đã lên tiếng xác nhận thương vụ chiêu mộ trung vệ Benoit Badiashile của Chelsea đã diễn ra thành công. Cụ thể, đại diện Premier League sẽ chi tổng cộng 38 triệu euro bao gồm cả phụ phí cho AS Monaco để sở hữu ngôi sao tài năng này. Ngoài ra, Badiashile được xác nhận là đã rời Monaco và bay tới London tham dự buổi kiểm tra y tế vào thứ Hai. Sau khi hoàn tất buổi kiểm tra, sao mai 21 tuổi sau đó sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến mùa hè 2029 với The Blue. Benoit Badiashile sinh năm 2001 tại Pháp và trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của AS Monaco. Hậu vệ này lên đội 1 Monaco từ mùa giải 2018-2019 và có trận đấu ra mắt Ligue 1 khi mới 17 tuổi. Kể từ mùa giải 2020-2021, Badiashile trở thành trụ cột nơi hàng thủ đội bóng công quốc và đã có 135 lần ra sân cho đội bóng này. Cựu bến Chelsea, Benoit Badiashile được người hâm mộ kỳ vọng sẽ thay thế tốt vị trí mà Thiago Silva để lại. Đội chủ sân Stamford Bridge thực sự rất cần những sự bổ sung trẻ trung hơn cho mặt trận phòng ngự. Cùng với Wesley Fofana, cầu thủ 21 tuổi hứa hẹn sẽ trở thành trụ cột nơi hàng thủ của The Blue trong tương lai. Sau thành công của tiền đạo trẻ Julian Alvarez, Manchester City tiếp tục cuộc hành trình đi tìm những sao mai tiếp theo tại mảnh đất Argentina màu mỡ này. Theo tờ Sport Mail, nhà đương kim vô địch Premier League đã đạt được thỏa thuận ký hợp đồng với Massimo Peroni của Vélez Sarsfield. Hai câu lạc bộ đang trong quá trình hoàn thiện các chi tiết cuối cùng của vụ chuyển nhượng trị giá 7 triệu bảng. Nhiều khả năng thương vụ này sẽ được đội chủ sân Etihad công bố trong một hoặc hai ngày tới. Nói về Peroni, đây là tiền vệ tài năng mới nổi của xứ Tango. Chỉ mới 19 tuổi nhưng Peroni đã giành suất đá chính ở đội 1 Vélez Sarsfield. Sao mai xứ Tango được so sánh với Frankie de Jong của Barcelona nhờ khả năng lùi sâu liên kết với các tuyến. Cầu thủ tuổi teen này cũng đã được liên kết trước đó với Wolves, nhưng Man City mới là câu lạc bộ thuyết phục thành công Peroni. Như chúng ta cùng từng biết trước đó, tiền đạo Dusan Vlahovic đã từ chối pháo thủ để đến Juventus vào tháng 1 năm ngoái. Tuy nhiên, sau nửa mùa giải 2022-2023, thi đấu không thành công, tiền đạo người Serbia được cho là có ý định rời khỏi câu lạc bộ để tìm kiếm những thử thách mới, và Arsenal được cho sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Theo tờ Football London, Massimiliano Allegri sẵn sàng bán Vlahovic cho Arsenal trong kỳ chuyển nhượng đông này. Tuy nhiên, đội bóng thành London phải đáp ứng một điều kiện, đó là để tiền đạo Bukayo Saka tới Juventus theo chiều ngược lại. Được biết, huấn luyện viên Allegri rất ngưỡng mộ Saka và coi anh là một bản hợp đồng trong mơ. Tuy nhiên, mức giá của tuyển thủ Anh sẽ không nhiều hơn 80 triệu bảng. Theo đó, Juve muốn trao đổi Saka với Vlahovic, người có thể được định giá 100 triệu bảng. Dĩ nhiên là Arsenal không thể chấp nhận yêu cầu này của Juventus, bởi Saka là nhân tố vô cùng quan trọng trong kế hoạch của Mikel Arteta. Anh thi đấu rất bùng nổ trong mùa giải này, góp công lớn giúp pháo thủ chiếm trệ nơi ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League, bỏ xa Man City 7 điểm. Với việc Juventus đang làm khó dễ trong thương vụ Vlahovic, nhiều khả năng Arsenal sẽ chuyển sang những mục tiêu khác dễ mua hơn. Rodrigo De Paul thu hút sự quan tâm của một số ông lớn châu Âu sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2022. Tiền vệ 28 tuổi để lại dấu ấn không nhỏ trên hành trình tuyển Argentina lên ngôi vô địch thế giới. De Paul đóng vai trò quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Lionel Scaloni. Trái ngược với hình ảnh ở đội tuyển quốc gia, De Paul có sự nghiệp nhạt nhòa trong màu áo Atletico Madrid. Sau 12 lần ra sân ở La Liga, De Paul đóng góp một bàn thắng và một pha kiến tạo. Tiền vệ sinh năm 1994 chưa thể giành trọn niềm tin trong mắt huấn luyện viên Diego Simeone. Chính vì vậy, việc ra đi và tìm kiếm một bến đỗ mới được cho là hợp lý với De Paul. Theo nguồn tin từ Football España, hai gã khổng lồ bóng đá Italia là Juventus và AC Milan đều quan tâm đến tương lai của De Paul. Được biết, cả hai đội bóng đều đang trong quá trình tái thiết và bổ sung thêm lực lượng tại tuyến giữa. Nhiều khả năng một lời đề nghị sẽ được cả hai đội bóng gửi đến Atletico Madrid trong tương lai gần. Bên cạnh Juventus và Milan, Aston Villa của huấn luyện viên Unai Emery
cũng có kế hoạch chiêu mộ tuyển thủ Argentina vào tháng 1, một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa ba đội bóng để sở hữu chữ ký của nhà vô địch World Cup. Ngoài Marcos Thuram, một cái tên khác cũng đang được Quỷ Đỏ rất quan tâm và theo dõi thời gian này, và bất ngờ hơn khi cầu thủ này chính là đồng đội của Cristiano Ronaldo trong màu áo mới, tiền đạo Vincent Abubakar của Anas. Theo Daily Mail, hiện có 3 mục tiêu trong danh sách của Man United. Đầu tiên là Marcos Thuram của Borussia Mönchengladbach. Tuyển thủ Pháp sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè và hiện được tự do đàm phán với các câu lạc bộ nước ngoài. Ngoài Thuram, Manchester United cũng đang liên hệ với người cũ Memphis Depay. Ngôi sao người Hà Lan đang dần trở thành người thừa tại Barca sau sự xuất hiện của những tân binh như Robert Lewandowski hay Rafinha. Tuy nhiên, cái tên thứ 3 trong danh sách của Man United mới khiến nhiều người bất ngờ, đó là Vincent Abubakar, câu lạc bộ mà Ronaldo vừa mới gia nhập. Abubakar từng là tiền đạo số 1 của Anas, nhưng sau khi Ronaldo tới, anh sẽ phải chấp nhận làm quen với ghế dự bị. Ngôi sao 30 tuổi đương nhiên không muốn điều này và đang tìm cách ra đi để được đá chính. Abubakar trước đây từng khoác áo nhiều câu lạc bộ châu Âu như Valenciennes, Lorient, Porto hay là Besiktas. Quãng thời gian ấn tượng nhất của anh có lẽ tại Porto khi tiền đạo này ghi được 36 bàn sau 83 lần ra sân. Anh hiện đang xếp thứ 3 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của đội tuyển Cameroon với 35 bàn sau 94 trận. Việc tái ký hợp đồng khiến Kylian Mbappe có được tiếng nói lớn trong phòng thay đồ, cũng như kế hoạch chuyển nhượng của Paris Saint-Germain. Ngôi sao trẻ người Pháp là một trong nhân tố giữ vai trò quan trọng để quyết định phương án tuyển dụng của câu lạc bộ. Theo nguồn tin từ Goal, Mbappe muốn Paris Saint-Germain nhanh chóng xúc tiến thương vụ chiêu mộ Ousmane Dembele từ Barcelona. Được biết, người đồng đội của Mbappe tại tuyển Pháp chỉ vừa mới ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với Barca vào mùa hè. Anh hiện đang được xem như nhân tố chủ chốt trong kế hoạch phát triển mà huấn luyện viên Xavi đặt ra. Mùa giải năm nay, Dembele ra sân trong mọi trận đấu của Barca, ghi 5 bàn và đóng góp 7 kiến tạo. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, Mbappe tin rằng anh hoàn toàn có thể thuyết phục Dembele trở về quê nhà thi đấu. Và phía Paris Saint-Germain cũng đã dành sự quan tâm cho cựu sao Dortmund từ lâu. Dự kiến Paris Saint-Germain sẽ gửi một lời đề nghị trị giá 50 triệu euro tới Barcelona trong thời gian tới. Nếu đội bóng xứ Catalan từ chối lời yêu cầu này, Paris Saint-Germain sẵn sàng đợi và chiêu mộ lại Dembele tại kỳ chuyển nhượng hè, thời điểm mà hợp đồng giữa tiền đạo 25 tuổi và Barca chỉ còn hiệu lực 1 năm. Như chúng ta cũng biết, Frankie de Jong chính là mục tiêu chuyển nhượng số 1 của Man United khi Erik ten Hag cập bến đội chủ sân Old Trafford. Vị chiến lược gia người Hà Lan xác định ngôi sao của Barcelona là hạt nhân quan trọng trong lối chơi mong muốn xây dựng tại Manchester United. Từ mùa hè 2022, Man United đã rất nỗ lực chiêu mộ Frankie de Jong, nhưng đều bất thành khi phía Barcelona không chấp nhận nhả người dù bất cứ giá nào. Thậm chí cho đến lúc này, phía ban lãnh đạo Manchester United cũng như Erik ten Hag vẫn kiên trì theo đuổi cựu tiền vệ Ajax dù đã sở hữu Casemiro trong đội hình. Mới đây nhất, theo báo cáo từ tờ The Sun, De Jong đã có một cuộc gọi điện thoại với ten Hag và bị thuyết phục bởi kế hoạch mà ông muốn xây dựng với anh tại Manchester United. Tiền vệ 25 tuổi này được cho là đã bày tỏ mong muốn được gia nhập sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Nhiều khả năng Quỷ Đỏ sẽ tiếp tục gửi một lời đề nghị mới về trường hợp của Frankie de Jong trong thời gian tới. Tuy nhiên, khả năng để Barcelona nhả de Jong tại phiên chợ đông này là rất thấp. Vì vậy, trong trường hợp không thể thuyết phục thành công đội chủ sân Camp Nou, Quỷ Đỏ cũng sẵn sàng đợi tới phiên chợ hè để tiếp tục hỏi mua tiền vệ người Hà Lan. Đó là tất cả những tin đồn chuyển nhượng đáng chú ý có trong bản tin news của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và dõi theo. Cùng bình luận viên Anh Quân xin chào và hẹn gặp lại trong số những tiếp theo của bản tin chuyển nhượng. Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wescan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé.